Bảy ngày đã trôi qua, Bảo En đã đánh vào chỗ này. Nó hư hại chỗ này rất là nhiều. Cảnh sát lại coi ngay cái chỗ cái khu của Trailer Park ở ngay chỗ Lee County. Ở đây thùng thơ một đống mà không có ai ở hết. Hiện tại ở đây, chúng tôi đang cần về những cái nhà tạm thời cho người ta ở. Trong lúc này, cái con số người chết về mưa bão ở bên đây đã hơn 130 người. Kể từ 1935 tới ngày hôm nay, cái số người chết về mưa bão ở bên Florida lần này là nhiều nhất, hơn 135 người. Tính ra là nhân cấp 5 lần về cơn bão của Andrew, số người chết. Five, Đó là bão cấp 5 xảy ra 30 năm về trước. Cơn bão Yên đánh vô có rất là nhiều người ở lại. Bão đánh vô ở bên Florida. Florida và cũng có nhiều người ở lợi đã bị chết. Bà này 49 tuổi là một trong những người đã bị chết vì chuyện này. Má của bà ta nói, bà ta là cái người trụ cột ở trong nhà. Tới ngay bây giờ, bà đã chết rồi. Yes. We're Đài hỏi bà đối với bà như thế nào? Bà nói tới ngày hôm nay, bà cảm thấy rất là khó chịu trong lúc này bà đang ngồi ở đây. Và nhìn thấy đồ đạc của con của mình ở chỗ này. Nhưng mà nó có thiếu thốn gì đó, khác cái gì đó. Yeah. It's tới ngày bây giờ, bắt đầu đã thấm rồi. Cảm thấy rất là buồn. Enjoyed... Con của bà là một người mẹ, là một người bà ngoại. Everything. con của bà rất là vui trong cuộc sống. The storm and for help. But khi cơn bão đánh vô người con của bà bị chuyện và đã gọi cho first Spawn vô trong đó giúp đỡ nhưng mà không có ai vô giúp đỡ được hết. khi mà kiếm được con của bà với cái xác đó tay vẫn còn cầm cái điện thoại. Susan Bà Susan, bà cũng nói chuyện với con bà lần cuối cùng, cũng vào buổi trưa vào lúc đó. Lúc nào con bà nói chuyện xong, thì cũng cái câu cuối cùng nói, đó là I love you. Love you mom, love you too sweetie. Cái câu nói mà mình muốn nói với một người nào đó lần cuối cùng, đó là cái câu là I love you. Course, lives, đó là cái chỗ của cô Susan ở, cái chỗ mà bị đánh vô hư hại rất là nặng đó. Are still being in by Hiện tại cái chỗ ai là chỗ đó, những đồ đạc đem vô trong vẫn còn đem vô bằng máy bay. The... Ở chỗ này càng ngày gặp càng khó khăn thêm nữa. Có nhiều cây cầu nằm về hướng Tây Nam ở bên Florida đã bị hư hại hết rồi. Có khoảng chừng 80 chiếc xe truck không thể nào đem đồ vô được nữa. Cái cây cầu đó bị hư hại rồi. Có lẽ là thêm vài tháng nữa thì mới sửa xong, mới có đồ đem vô trong đây.